Ok, thì lâu giờ là mình toàn làm bài tập về bên 3D không, thì mình có được yêu cầu là làm các bài tập liên quan đến surface chút xíu, để các bạn nào đang có nhu cầu tìm hiểu về surface, học về surface thì cũng có thêm một chút xíu bài tập, chút xíu nền tảng để làm về cái lĩnh vực này ha. Thì để mình hiểu năm nay surface là gì, bài tập liên quan đến surface là gì ha. Surface là biên dạng, thiết kế về biên dạng, một cái biên dạng, một cái kiểu dáng bên ngoài của một chi tiết ha. Ok, hiểu nôm na là vậy ha. Thì có nghĩa là để mà thực ra bài tập của nó sẽ không có nhiều, tại vì nó không có con số cụ thể mà nó sẽ liên quan rất là nhiều về biên dạng, về kiểu dáng của chi tiết. Ok, thì cách để làm bài tập nhanh gọn lẹ nhất là gì, mọi người cứ lên trên mạng bất kỳ search một cái kiểu dáng biên dạng nào đó mọi người thích rồi tải về, rồi mình sẽ dựa trên những cái kiểu dáng biên dạng đó rồi mình sẽ thao tác lên ha. Thì cái bài đây thì mình lượm nhặt trên GrabCAD đều thôi ha, mọi người có thể tải về, nó có link tải nè, có thể mở về coi ha. Ok, thì khi mà tải về thì nó sẽ có một cái link như vậy, có file 3D, có hình ảnh rồi, đầy đủ rồi ha. Rồi chị, thì giờ mình có một cái vấn đề như sau. Ví dụ ở đây là cái group của mình nha, và mà bài tập mình sẽ đăng trên này ha. Rồi ví dụ như giờ như vậy đây, sau khi mà mình hiểu được cái vấn đề surface là gì ha, và bài tập làm sao để tìm được cái bài tập surface cho nó dễ ha, thì mình hiểu năm nay như sau, là từ một cái biên dạng, một cái hình ảnh, làm sao để mình dựng lên, biến đổi cái hình ảnh này cho thành một cái biên dạng 3D là xong. Đó, đơn giản vậy thôi ha. Rồi thì cái để mà thiết kế thì cái thằng surface nó sẽ hỗ trợ mình rất là nhiều, tại vì mình hiểu năm nay là surface vẫn là một cái module giúp mình tạo ra một cái chi tiết 3D vậy thôi ha. Thì cái bạc bình thường nó là một cái biên dạng khối, bạc bình thường nó là một cái biên dạng khối ha, thì cái surface nó sẽ là một cái bề mặt. Ok, thì khi mà một cái bề mặt rồi thì cái việc mình chỉnh sửa, việc mình tạo các ràng buộc nó rất là đơn giản. Ok, tại vì khi mà mình thực hiện khối á, nó sẽ xảy ra rất là nhiều cái vấn đề khi mà các đối tượng tiếp xúc với nhau, hay là các đối tượng cắt với nhau nhưng mà không có đồng phẳng đồ này nọ vân vân, hoặc là không có tiếp xúc lên bề mặt đúng không, thì nó gây ra rất là nhiều rỗi. Thì cái thằng surface nó sẽ tối giản hóa những cái vấn đề đó, tại vì nó là những cái bề mặt với nhau thôi, nên là cái việc mà xử lý giữa hai cái bề mặt nó cực kỳ đơn giản ha. Rồi thì từ những cái bề mặt đó mình sẽ biến đổi nó trở thành một cái body sau. Ok, rồi giờ mình sẽ quay vào cái vấn đề bài tập đây ha. Thì giờ mình có cái bài, một cái hình như vậy nè, khách hàng yêu cầu mình là từ một cái hình ảnh này rồi dựng cho tôi lên thành 3D. Đơn giản gì thôi ha. Rồi thì đương nhiên là đối với những cái biên dạng phức tạp và công uốn lượn gì thì bắt buộc mình phải sử dụng surface. Ok, cho những cái lệnh khác thì nó sẽ không có hỗ trợ mình nhiều bằng surface ha. Rồi giờ mình lấy cái thằng đây vào để làm bài tập liền ha, và mình sẽ tìm hiểu những cái điểm mạnh của bên surface. Ok, để mà làm surface thì cách đơn giản đầu tiên là cứ đưa một cái hình ảnh vào ha, chọn một cái mặt phẳng. Ok, rồi ở đây thì mình có một cái lệnh để đưa hình ảnh vào, đó chính là lệnh đây nè ha, sketch picture. Mọi người có thể search trên này hoặc là vào tool, sketch tool. Ok, đó dẫn tới cái đường link, dẫn tới cái đường link cái bài tập surface của mình ha. Đó, đại khái là mình sẽ dẫn tới cái đường link đây đi ha. Ok, mình cho thằng đây nó nhỏ lại chút xíu nha, bây giờ mình cho thằng đây 300 cho nó gọn gàng lại cái, rồi mình có thể di chuyển nó thoải mái ha. Đó, đầu tiên là mình phải xác định cái vị trí, mình sẽ up cái vị trí cái hình ảnh này của mình sao cho nó tương đối nhất có thể ha. Rồi ở đây mình sẽ kiểm một đường satellite từ đây lên trên này để mình coi, cho nó 150 đi, 150 thì thằng này nó hơi thụt ha. Ok, làm sao cái chi tiết đây của mình là cái hình ảnh đây của mình là 150 ha. Đó, mình có thể sổ kích vào cái đối tượng này, sổ vào cái thằng fill image đây ha, để mình giảm cái độ hiển thị nó lại, giảm cái độ bóng nó lại, để mình đồ lúc mà mình vẽ mình đồ cái chi tiết này nè nó cũng dễ hơn ha. Ok, mình sẽ giảm thằng này chút xuống chút xíu nha, giảm cái góc xuống xíu nè, rồi mình kéo qua đấy, tương đối thôi nha. Rồi trên này giảm xíu nữa,
Ok, tương đối nhất có thể. Ok chưa? Rồi, vậy là chi tiết đây mình sẽ làm nó có cái độ cao là 150 nha. Ok, đường thẳng đây nè, 150. Ok chưa? Rồi, mình sao lại cái bà đây trước cái ha. Tại vì làm survey nó khá là nặng nên là nó sẽ có nhiều cái trường hợp là nó bị lót không kịp, nó bị out cái file ra. Nên là mọi người nhớ nha, mọi người nhớ lưu mấy cái file đồ này nọ lại. Ok, làm nhớ lưu ha. Ok, bắt đầu mình vào cái vấn đề ha. Rồi, ở đây mình sẽ làm theo cái phương pháp của mình ha. Rồi, để khi mà qua bên Surface rồi nó có rất là nhiều phương pháp ha. Rồi cái trăm cái ngàn cách để làm ra một chi tiết thì mình sẽ làm theo cách của mình. Mọi người, đây cũng là sẽ là một cách để mọi người tham khảo thôi nha. Không có đặt nặng vào vấn đề đó ha. Rồi, ok, bắt đầu mình vào để mình chuyển cái chi tiết này. Thì đầu tiên là mình sẽ vẽ ba cái khối này trước. Đó, thực ra thằng này là mirror qua thằng này mà đúng không? Vẽ một cái là mirror qua là xong. Rồi đây là một cái khối tròn gì đó nối giữa ba thằng này lại. Ok. Rồi mình tập trung mình làm thằng chính giữa trước đây. Mình làm xong thằng chính giữa là xong rồi đó. Ok ha. Rồi giờ mình sẽ lấy một cái mặt phẳng này vẽ. Ok. Mình sẽ xác định là cái thân cái hình chữ nhật của mình sẽ là từ đây tới đây ha. Mình cho nó kích thước luôn đi. 121 ha. Bị hộp hơn xíu nè. Tại vì khi mà mình vẽ cái đây nó liên quan đến cái tỷ lệ đúng không? Đó, khi mà cái hình của mình nó scale nó chuẩn rồi á thì nó sẽ liên quan rất là nhiều đến tỷ lệ, nên là nhiều khi mình vẽ những cái thằng đây mình sẽ cho nó đúng cái tỷ lệ chút xíu nha, 1 2 1 2 2, thấy 1 2 2 hợp lý hơn nè. Ấy da, đó lấy đây. Ok rồi ha. Rồi tiếp theo là mình sẽ vẽ nó một cái biên dạng bên hông gì, mình sẽ cho nó một cái biên dạng bên hông qua bên này luôn ha. Ok, lấy cái thằng đây mình vẽ luôn đây cho tiết kiệm sketch ha. Không, mình lấy cái thằng sketch vừa vẽ đây nè, đó để cho tiết kiệm sketch ha. Rồi ở đây là mình sẽ kiểm một cái đường mirror ra, một cái đường chính giữa tâm ra ha. Ok, cho nó khoảng tới đây thôi. Mình vẽ theo cái tỷ lệ thì nhiều khi cái kích thước của mình là cũng không có còn quá quan trọng nha, mình có thể cho nó đẹp con số cũng được. Ok. Rồi còn nếu mà cái chi tiết nào nó có sẵn kích thước rõ ràng thì đương nhiên là mình sẽ vẫn ưu tiên là gì? Vẫn ưu tiên là có kích thước đồ đàng hoàng chứ nhá. Đó, mình sẽ sử dụng là slip line đây ha, để mình vẽ cái biên dạng của mình uốn éo sẽ làm sao cho nó bám sát với lại cái thằng sketch nhất có thể ha. Ok, ở đây thì mình sẽ cho thằng đây nó nằm ngang, cho cái phương thằng đây là nằm ngang lại, lộn, nằm ngang lại ha, kích vào cái phương này cho nó nằm ngang, kích vào cái hình chữ nhật đây nè ha, cho nó nằm ngang lại. Và cái độ lớn của nó thì bám làm sao bám sát với cái hình ảnh nhất có thể ha. Rồi ở đây mình cho nó khoảng 7.5 đi, đúng chưa? Rồi tương tự những cái vị trí đây cũng vậy, mình sẽ chỉnh ngay chỗ cái vị trí cái điểm 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 uốn của cái lệnh slip line đây ha. Đấy. Rồi mình làm sao để nó bám sát nhất có thể đối với cái biên dạng sketch. Hoặc nếu đây là mình đang vẽ lại ha, mình đang vẽ lại thì đương nhiên là mình sẽ phải bám sát nhất có thể. Còn khi mà mình là một người thiết kế chi tiết này mới hoàn toàn thì đương nhiên là mình sẽ phải làm sao cho cái biên dạng này của mình nó sẽ phụ thuộc vào mình đúng không? Tại vì mình là người thiết kế mà, thì mình sẽ muốn nó cong uốn lượn như thế nào, đẹp như thế nào thì là nó phụ thuộc hoàn toàn vào mình ha. Đó. Thấy muốn to ra, muốn hở ra bao nhiêu thì là quyết định của mình. Ok. Tại vì khi mà gia công làm khuôn đồ này nọ, người ta đặt lên máy phay 50, 40 đồ này nọ là người ta chỉ cần một cái file 3D thôi ha. File step, file 3D là người ta gia công được. Đấy. Nên là rất là phụ thuộc nhiều vào cái kiểu dáng của mình quyết định như thế nào. Ok, xong. Mình đã được một bên rồi đúng không? Thì đương nhiên là mình cũng có thể mirror qua bên này ha. Ok. Được chưa? Rồi, ở đây mình sẽ chỉ mọi người một cách như sau.
Đây sẽ là một cách của mọi người tham khảo nha. Ví dụ như mình đang có một cái biên dạng như gì. Ok. Rồi, giờ mục đích của mình nha, mục đích của mình là mình cũng muốn vẽ y chang như vậy, y chang một cái biên dạng đó nhưng mà qua một cái mặt phẳng bên hông đây thì làm sao? Có phải là mình vẽ lại từ đầu không? Hay là mình phải add lại cái hình đầu này nó rồi lại vẽ lại từ đầu cực không? Được rồi, nhưng mà mục đích của mình nha là mình muốn vẽ lại cái biên dạng này. Thì giờ mình làm sao? Ok, thì mình sẽ có một cái cách xử lý như sau. Đây sẽ là một cách để mọi người tham khảo thử ha, để ứng dụng cho nhiều cái lĩnh vực, nhiều cái công việc về sau nha, chứ không phải nhất thiết là một thằng này thôi ha. Đó chính là mình sẽ biến đổi thằng này trở thành một cái group. Biến đổi thằng này trở thành một cái nôm na mình hiểu nó là một cái block. Mình nó sẽ chuyển nó thành một cái block và tool và block và make block. Biến đổi nó thành một block ha và chọn cái điểm để mình đặt. Ok. Ok, mình sẽ chọn cái điểm đây ha. Mình chọn cái điểm này. Kéo cái điểm đặt của nó nè, đặt vào cái tâm cái điểm dưới này. Ok. Được chưa? Rồi, khi đó nó sẽ chuyển thành cái sketch đây trở thành một cái block nè ha. Rồi, mình chọn một cái mặt phẳng bên hông. Đây đúng không? Đúng chưa? Sketch và mình insert cái block đó ra ha, mình cũng có thể bấm trên này ha, hoặc là vào là tool và block và insert nó đây. Đấy. Khi đó là mình có được cái sketch hồi nãy giờ mình đang vẽ nè, và có thể scale độ tỷ lệ xoay một góc bao nhiêu vân 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 ha. Mục đích của mình là mình muốn đặt lại trùng vào cái tâm của thằng này rồi đó, xong rồi đó, nhanh chưa, ok chưa? Đó là mình có được hai cái sketch, mình có được hai cái sketch rồi nè. Mình tạm thời ẩn thằng này xuống ha, được chưa, nhanh không? Ok ha, đó là một cách ha. Rồi, thì nhớ nha, khi mà mình chuyển nó thành một cái block thì nó là một cái biên dạng. Ê, là một cái giống như là một cái khóa, một cái group lại với nhau. Thì khi mà mình thực hiện xong rồi nhớ chuyển nó thành một cái chở nó chở trả về lại cái sketch bình thường ha. Bỏ block ra, explode block ra. Đó, phân tích nó ra lại thì nó sẽ trở thành một cái sketch bình thường thôi. Ok chưa? Ok. Nhớ ha. Để mà chắc thọt là để mà chắc cú nữa thì mọi người có thể convert nó lại để giữ lại cái block, tránh cái trường hợp tại vì khi mà mình rẽ block ra nó là xanh, nó có thể bị biến đổi thay đổi khi mà mình chỉnh sửa edit lại ha. Đó, nên là để chắc cú thì mình vẫn giữ cái block và mình tạo tiếp một cái mặt phẳng convert nó lại. Ok, đó là tùy mọi người thôi ha, đây là mình làm bài tập nên là mình làm nhanh ha. Rồi khi mà mình có được cái biên dạng đây rồi nè, khi mình có được biên dạng rồi ha, rồi mình sẽ làm biến đổi thằng đây. Vẽ sketch cho thằng đây nó tạo ra được cái biên dạng như gì ha. Ok, thì giờ mình sẽ tạo mặt phẳng đúng không? Mình sẽ tạo mặt phẳng, mình lấy mặt phẳng đây nè, thực hiện lên tạo mặt phẳng. Mặt phẳng song song với mặt phẳng này tiếp xúc lên điểm này. Xong, tiếp tục mặt phẳng song song với mặt phẳng đó và tiếp xúc lên cái điểm ở trên này. Rồi, đó mình lấy hai mặt phẳng này mình vẽ thôi ha. Rồi tạm thời mình ẩn thằng này xuống cho nó bớt rối. Được chưa? Rồi ẩn luôn thằng đây. Không. Thằng đây thì mình vẽ luôn ha, sketch. Ở đây thì mình sẽ cho nó một cái biên dạng vòng tròn đúng không? Đúng chưa? Hợp lý chưa? Xong. Ẩn luôn. Ẩn luôn. Xong rồi. Rồi ở trên đây thì mình sẽ vẽ một cái biên dạng giống như trái khế đúng không? Đó, mình thấy nôm na nó là một cái biên dạng y chang như trái khế. Làm sao để vẽ được cái biên dạng trái khế đây cho nó đẹp, cho nó hay nè. Ok ha. Đầu tiên giờ mình cho chắc cú là mình cho hai cái đường centerline nối lại với nhau trước đi ha. Ok. Rồi, đó. Mình cho hai đường centerline nối lại với nhau trước. Rồi ở đây mình sẽ cho thêm một cái đường centerline, hai đường centerline nữa. Chéo góc 45 độ. Đó. Rồi hai đường đây nè, bằng nhau. Vuông góc với nhau luôn ha. Ok, và thằng này hợp với thằng này 45 độ. Ok, được chưa? Đó, mục đích của mình là mình muốn như vậy nè ha. Đấy. Rồi, mục đích của mình là đây nè, mình sẽ sử dụng lệnh supply đây ha. Mình tạo ra được một cái cong. Được chưa? Đó, mình tạo ra được một cái đường dẫn rồi nè. Đấy. Rồi, ở đây thì mình sẽ cho nó độ dày, cho nó kích thước đồ này nọ cho nó chuẩn chút xíu ha. Thì đầu tiên là mình sẽ cho cái thằng này có độ lớn, độ dài, mình ưu tiên ghi độ dài trước nha. Là 15.
Ok, rồi mình sẽ cho cái thằng này theo cái phương là nó cùng mở ra được này, thấy không ạ? Thì mình sẽ cho nó theo một cái phương phương thẳng đứng ha. Ở lộn, phương nằm nằm ngang chứ. Ngang hay thẳng đứng? Kích thằng này không được thì kích thằng còn lại giùm mình nha. Đấy, nằm ngang. Ủa, vậy là thẳng đứng rồi. Ok, đó, đỡ đen được rồi đúng không? Với cái vector là 15, độ dài 15 và theo cái phương là thẳng đứng. Rồi tương tự thằng đây cũng vậy, mình sẽ cho nó cong vô cho nó giống như hình trái khế thằng kia ha. Ok, và đương nhiên là mình sẽ ưu tiên là mình kẻ hai đường satellite ra. Khổ quá. Ok. Kẻ hai đường satellite ra ha. Mình ưu tiên ghi độ dài trước. 20. Cứ ghi đi ha, cứ ghi, lát nữa mình edit lại, mình chỉnh cái biên dạng mình sao cho nên mình thấy nó đẹp nhất có thể là được. Ở đây mình cho nó 45 đi. Được chưa? Thấy như vậy được chưa? Thằng này thẳng hàng với nhau à, đúng rồi, thằng này luôn luôn thẳng hàng mà, cho kích thước nữa là được rồi. 12 à. Đó, ok, đó, gì đi, thấy được chưa? Rồi, thử đi ha. Rồi, ở đây mình xong được thằng này thì mình sẽ mirror ra. Mình sẽ nhân bản xoay quanh tâm ra ha. Mình cho nó xoay xung quanh tâm này. Được chưa? Và đối tượng nhân bản là đối tượng này. Ra bốn cái. Ok chưa? Đấy. Được chưa? Xong. Ok ha. Rồi, hiển thị lại thằng này. Show ra. Rồi, xong. Mình sẽ lấy thằng này để mình tạo ra một cái biên dạng khối ha. Mình ở lòng tạo ra được cái biên dạng surface ha. Ở đây mình cũng có thể thêm một cái vòng tròn ở đây nữa ha, hoặc là không, mình chỉ cần ba cái biên, hai cái biên dạng gì là đủ rồi ha. Thì ở đây mình sẽ sử dụng cái thằng surface hoặc là kích chuột phải đây ha, vào tab đây để show cái thằng surface ra ha, sau những cái module nào đó mình cần dùng. Ở đây thì mình sẽ sử dụng, mình phải phân biệt, mình hiểu một chút xíu về lệnh load và lệnh borrow ha, nhớ phân biệt một chút xíu về lệnh load và lệnh borrow. Lệnh load thì mình nói lại một chút xíu nha. Lệnh load khi mà mình chọn hai cái biên dạng đây nè, khi mà mình chọn hai cái biên dạng ok được chưa. Rồi thì khi mà mình chọn cái đường dẫn nữa nè, đây nha, đây là đường dẫn, nó nối từ đầu đến cuối nha, để nha, đó. Mình chọn hai cái cơ bản trước nha, để đỡ mình nói. Ủa thôi, mình chọn đủ luôn đây ha, để mình nói lý thuyết trước nha, để mọi người tránh cái trường hợp bị nhầm lẫn ở đây. Ok, đây đó, đại khái mình nói như vậy trước ha, mình đưa hai chi tiết đây vào đây đó. Thì đối với cái lệnh load ha, là nó quan tâm cái biên dạng đầu và biên dạng đáy, và những cái đường cung bên và bên hông chỉ là bổ trợ trong quá trình tạo biên dạng, đúng không? Ok, còn đối với cái lệnh borrow thì nó lại khác ha, cái lệnh borrow nó lại khác hoàn toàn. Thì cái lệnh borrow là nó không có phân biệt giữa thằng biên dạng đầu, biên dạng đáy và đường cover như thằng load, đúng chưa? Profile guide đây đường dẫn này, thấy không? Còn borrow thì nó là gì? Direction 1, direction 2. Vậy có nghĩa là sao? Nó na ná, mình hiểu nôm na nó là y chang nhau, vẫn là theo cái chiều phương biên dạng đầu đáy. Ok, cái direction 2 sẽ là gì? Đường dẫn, đường biên bên hông. Nhưng điểm khác biệt ở đây là nó hiểu cái thằng direction 2, cái đường dẫn cũng là một trong các yếu tố tạo nên khối đó, chứ không phải nhất, chứ không phải đơn thuần nó chỉ là một cái đường dẫn. Ok, nên nó hiểu này, đối với cái lệnh borrow nó hiểu này sẽ là cũng là một đường, cũng là một trong những cái biên dạng tạo ra cái khối ở nên là nó dẫn từ đầu đến cuối thì nó cũng sẽ tạo biên dạng từ đầu đến cuối luôn. Ok, tương tự mình sẽ chọn hết những thằng đây luôn ha, nhớ kích chuột phải chọn selection manager nha. Đó, đó là một trong những cái điểm khác biệt giữa lệnh borrow và lệnh load nha ha, nhớ mọi người nhớ chú ý mấy cái đó, làm cho nó chính xác chút xíu. Rồi, và nhớ nữa một cái nữa là gì? Cái lệnh load và lệnh borrow thì cái lệnh borrow nó tạo
lưới rất là mịn, nó tạo lưới rất là nhiều, nên là khi mà cái biên dạng của nó đó, nó sẽ có nhiều cái vùng giao nhau ngay chỗ đây, nó bất hợp lý, đúng chưa? Tại vì cái biên dạng của nó sẽ uốn lượn phụ thuộc vào luôn cái đường dẫn luôn, cái đường dẫn bên hông sẽ là một trong những cái đối tượng mà tạo ra khói. Nên là khi kết ok nè, nó sẽ báo lỗi liền, ok, tại vì ngay chỗ vị trí đây nó giao nhau rất là nhiều đó. Ok, thì ở đây mình sẽ sử dụng là lệnh load ha, mình sẽ sử dụng lệnh load. Thì ở đây mình sẽ chọn thêm một cái điểm bôi ở trên nữa, mình sẽ tạo thêm một cái điểm bôi nữa, qua bed chấm thêm một cái điểm bôi lên này, xong rồi đó, ok ha. Thì khi mà mình dựng cái lệnh load nè, lệnh load đâu rồi, thì mình chọn ra ba yếu tố, đầu tiên là điểm bôi đúng không, thứ hai là cái biên dạng sketch này, biên dạng sketch ha, ok, rồi thứ ba, thứ ba là cái gì, vòng tròn này đó, rồi tương tự chọn đường dẫn, ok chưa. Rồi thì cái lệnh load thì sao, nó chỉ quan tâm điểm đầu điểm cuối thôi, ok, nó chỉ quan tâm start contract với lại end contract thôi ha, còn những cái yếu tố bên hông, những cái yếu tố kia chỉ là phụ thôi đấy, ok ha. Di chuyển cái đường cái đường dẫn biên nó bên qua bên hông chút xíu để nó chỉnh lại, để nó load lại cái đường dẫn biên ha. Đó. Đồng ý xong, ok chưa, đẹp chưa, ok ha, rồi đây quá đẹp rồi, được chưa. Rồi tiếp theo, mình mở lại cái hình đó mình coi lại tiếp ha. Ok, mình coi thử mình đúng chưa ha, mình hai xuống. Ở đây nè, ở đây nó đang là một cái biên dạng mịn hơn, thì có nghĩa là nếu mà đúng nha, nếu mà đúng theo cái bài tập đây luôn á, thì có nghĩa là nó làm tới đây thôi, nó làm tới một nửa đây thôi, và lát nữa ở dưới nó làm một nửa khác nữa, đúng rồi, có nghĩa là mình sẽ tách ra thành hai nữa, đúng không, đúng không? Vậy hình dung ha, tại vì ở trên đây nó uốn, còn ở dưới đây nó mịn nè, đó, biên dạng bề mặt ở đây mịn, còn mình đang làm theo cái kiểu này thì nó sẽ ở dưới nó sẽ đẹp hơn, ở dưới nó sẽ có một cái biên dạng là một cái đường lằn như gì luôn ha, đó, đường lằn theo như từ trên xuống dưới luôn. Ok, thì mình nghĩ cái đây là tùy thuộc vào mọi người thôi nha, coi thử mọi người thích cái biên dạng nào hơn, rồi thì mọi người cứ ưu tiên cái đó ha, được chưa, nắm được chưa? Đó. Không thì sao, cứ đơn giản nôm na nhất là gì, làm một nửa đấy thôi, rồi lát nữa mình vẽ cái khối đây nè, lát nữa mình làm tiếp một nửa dưới, ok. Rồi tiếp theo. À, thử đi, ở ngay đây mình sẽ edit lại chút xíu. Ở BD Sketch đây nè ha. Mình cho thêm một cái vòng tròn nữa ở đây đây. Mình cho thêm một cái vòng tròn ở đây nữa nha. Mình dùng BD Sketch nè. BD Sketch. Vòng tròn 3 điểm. Ok ha. Rồi, mình thêm lại vô thêm coi thử cái nào nó đẹp hơn ha. Rồi, tương tự mình vẫn chọn đầu tiên là điểm bôi. Ưu tiên là chọn từ trên xuống dưới cho nó đồng đều nha. Ok. Rồi, selection manager. Đây là mình thử thôi ha, mình thử thêm một cái đường đường một cái biên dạng vòng tròn nữa. Để mình coi thử nó có ra được cái biên dạng đẹp hơn hay không ha. Ok. Thì đương nhiên là khi mà mình thêm nhiều cái biên dạng bên hông, mình càng thêm nhiều biên dạng thì cái đường mà tạo biên dạng khối của mình nó rất là phức tạp, thì một vài cái trường hợp nó sẽ không xảy ra, ví dụ như đơn giản như thằng này là nó không ra nè, tại vì ở đây nó đang biến đổi rất là nhiều,
Đó, mình thêm một cái đối tượng nữa thì nó sẽ không có hiểu đối tượng này là gì. À, thì đương nhiên là mình sẽ delete thằng này lại đi. Ok. Select. Rồi mình trở về lại vị trí ban đầu đi ha. Clear hết đi. Selection Manager. Ok. Mình thấy thêm một cái đối tượng Minh Hồng đây, nó bị biến đổi cái biên dạng của mình, nó phức tạp quá, nó không có tạo ra được biên dạng khối. Ok. Rồi. Thấy như vậy là tương đối rồi này. Ok ha. Rồi mình sẽ giữ nguyên cái biên dạng đây đây. Ok. Ấn thằng này xuống luôn. Được ha. Rồi vậy mình chốt lại như vậy ha. Còn đương nhiên là để mà làm được cái biên dạng trong suốt vậy, lát nữa mình cắt cái này là mình làm sau ha. Còn đây mình để luôn. Ok. Rồi, tiếp theo mình xong được cái biên dạng đây rồi nè ha. Rồi, để biến đổi thằng đây trở thành một cái khối thì đương nhiên là mình đóng cái nắp đây lại là xong rồi. Là nó trở thành một cái biên dạng 3D rồi ha. Rồi ở đây thì mình sẽ làm tiếp bên này, làm tiếp cái biên dạng bên hông này ha. Thì ở đây thì mình vẫn y chang thôi ha, mình vẫn chọn một cái mặt phẳng chính giữa để mình vẽ đây, vẽ một cái biên dạng đây ra ha. Dùng vẫn là sử dụng lệnh supply đây ha. Ở đây mình sẽ vẽ. Ok, mình vẽ. Bám theo nó ha. Rồi. Thêm một cái biên dạng sketch nữa. Nhớ là mọi người chấm vừa đủ số lượng điểm thôi nha. Tránh cái trường hợp chấm nhiều quá, lát nữa khi mà mọi người tạo ràng buộc đồ này nọ nó rất là khó ở đây ha. Đấy, mình cho hai thằng đây nó tiếp tiến lại với nhau để nó trở thành một cái biên dạng đồng đều như vậy ha. Rồi, đẹp. Ở đây cũng vậy ha. Nhớ là mình bẻ cái phương hướng nó chút xíu, tương thích nhất có thể, rồi mình cho nó tiếp tiến thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều ha. Tránh cái trường hợp mà bị đây, ở đây mình bẻ thằng đây ra. Đó. Ok. Đó, tương đối nhất có thể rồi mình mới tạo tiếp tiến thì cái biên dạng của mình nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Ok, một vài cái chú ý nhỏ đó thôi nhưng mà nó ảnh hưởng rất là nhiều đến với cái biên dạng của mình ha, tại vì mình nhớ là mình là đang thiết kế biên dạng nha, Surface là thiết kế biên dạng nên là mình phải để ý những cái thằng này rất là nhiều nha. Ok. Ok chưa? Đấy. Rồi, tương đối chưa? Rồi đó, con chỉnh đồ này nọ coi lại ha. Được rồi, ngon lành rồi thì đồng ý ha. Tiếp theo là mình sẽ tiếp tục vẽ thêm nó một cái biên dạng cái đường dẫn biên bên hông nữa ha. Đây, mình có thêm một cái đường dẫn biên bên hông như vậy. À, thì làm sao cái đường đường chính giữa đây nè. Đó, và nhớ là gì, cái đường chính giữa nó lại cao hơn so với lại cái biên dạng đầu và biên dạng đáy ha. Thì làm sao để mình thực hiện được cái thằng này. Và cái phương pháp đó thường là khi mà mình vẽ một thằng nó cao hơn và ở đầu thì nó lại thấp hơn thì mình sẽ làm sao. Thì đầu tiên tương tự mình cũng vẫn vẽ lại cái biên dạng trong một cái mặt phẳng y chang như vậy ha, chung một mặt phẳng. Ok. Rồi lát nữa mình sẽ dùng một cái biên dạng 3D sketch để mình dựng nó lên. Ok, vẫn sử dụng đường này.
Đó, vẫn dựng như bình thường thôi ha. Đấy, ok, mình thấy như vậy là đẹp rồi nè. Được, ok, tương tự ha, mọi người thấy có thể tinh chỉnh lại theo đúng cái nhu cầu của mọi người ha. Ok. Rồi, mình thấy như vậy là ok, hợp lý rồi nè. Rồi, ok ha. Rồi thì ở đây cái đường này chỉ là mình muốn mục đích của nó là mình chỉ muốn thằng này là một cái đường phụ thôi. Ok. Rồi, mục đích của mình là gì? Mình sẽ từ cái thằng đây nè, mình sẽ có dùng 3D sketch. Dùng cái đường center line ha, mình sẽ dựng đứng những cái thằng này đó để mình quyết định được cái chiều cao. Ok chưa? Đó, có thể dựng một cái vài đường chính thôi ha, không cần nhất thiết là phải dựng hết từ A tới Z ha. Đó, một vài cái vị trí mà quan trọng chuẩn bị biến đổi đó, được chưa? Rồi thì đương nhiên là mình muốn nó cao thấp bao nhiêu, mình muốn cái vị trí ban đầu đến mà đến đến khi mà biến đổi đồ này nọ nó cao thấp bao nhiêu thì đương nhiên mình cho kích thước vào đây cho mình nha. Rồi ví dụ như ở đây ban đầu là mình sẽ cho nó là 2 ly nè, đúng chưa? Thì cái thằng đầu đây mình cũng cho nó là 2 ly luôn. Ok, bàn 2 ly rồi. Cái không 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 không, thằng ở đầu đây chứ, nhầm nhầm thằng đây này nha, thằng đầu với thằng đầu đây nè là bằng nhau, bỏ toàn bộ đây rồi, hai thằng đây mới là 2 ly này nha. Đó, rồi tương tự thằng đây thì mình cho nó cao lên, bây giờ mình cho nó là 3,5 ly đi, ok ha. Thằng đây cũng vậy, mình có thể cho nó là 4 ly. Rồi thằng đây sẽ là 4,5 ly gì đó, 5 ly gì đó ha. Được chưa? Đó. 3 ly đây. Ok. Được chưa? Được chưa? Rồi, thì đương nhiên là phải làm sao cho nó tương thích nhất với lại cái biên dạng này nha, chứ không phải là muốn cho sao cho ha. Rồi đó, thì khi mà mình có được những cái biên dạng này rồi ha thì đương nhiên tương tự mình sẽ bắt đầu tiếp tục dùng 3D Sketch, dùng lệnh Supply đây ha. Rồi nó là cái vị trí đó, điểm này, điểm này. Ok chưa? Đó, được chưa? Rồi mình coi, nhớ rồi mình coi tinh chỉnh đồ này nọ, coi thử cái biên dạng mình nó uốn éo như gì là hợp lý chưa, có cần tăng giảm gì đó không nha. Ở đây thì mình thấy ngay chỗ đây mình sẽ muốn tăng giảm nó chút xíu này, này 1,5 ly thôi, đúng chưa? Hợp lý hơn rồi đó. Đấy, ok ha. Rồi ở đây tương tự gì ha, mình cũng có thể nâng nó lên chút xíu, cái biên dạng cái bề mặt đầu đây nè, nâng nó lên chút xíu. Rồi, bề mặt đầu này cũng vậy. Rồi, đương nhiên là mình sẽ muốn tinh chỉnh làm sao cho nó tương thích nhất lại với cái đường cũ nhất có thể ha. Thì đương nhiên là trong quá trình khi mà mình tạo cái đường dẫn đây nè,
mình sẽ phải tạo nhiều đường sao cho mình bám sát nhất có thể. Đấy, gì là đẹp rồi này. Thấy không? Đúng rồi, đó, bám 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 lên tới đây, lên, quá đẹp. Rồi, tuyệt vời. Đó, thấy không? Rồi, ok ha. Vậy là mình gì? Mình vừa có được cái chiều cao, vừa có được chiều cao ha, và vừa có được cái đồ uống như mình mong muốn luôn. Ồ, đây nó đang bị lố quá nè. Ok, được rồi đó. Rồi, tương tự như vậy đi, giữ nghiêng như vậy đi ha. Ok, đó, mình thấy giữ nghiêng như vậy là đẹp rồi nè. Đó, là mình có được ba cái đường dẫn rồi đúng không? Việc của mình còn lại là mình sẽ thêm một cái đường nữa. Thêm một cái đường biên bên hông. Đó, tại vì ở đây mình đang có một cái biên dạng đây là nó lồi bên trong và nó lõm vô. Đó, nó lõm vô bên mép bên hông ha, thì đương nhiên là mình cũng phải sẽ phải tạo thêm một cái biên dạng nữa. Mình vẫn sử dụng 3D Sketch ha, mình tạo ra được một cái biên dạng ở đây nói lên đó, đúng chưa? Đại khái là mình sẽ nối ba cái biên dạng Sketch này lại, đúng chưa? Ở ngoài đây á, mình sẽ cho nó là bầu ra, và bên trong này thì sao, cho nó lõm vô. Ok, lõm nhiều lõm ít gì đó thì tùy mọi người nha. Tới này rồi là tùy duyên ha. Ok, mình cho nó thẳng đứng theo trục Z đi. Ok chưa? Đó, lõm ít lõm nhiều gì đó, lõm như muốn lõm như thế nào, muốn xấu đẹp như thế nào tùy mọi người. Rồi, mình thấy như vậy là đẹp rồi nè. Rồi, cái gì lát nữa mình tinh chỉnh tiếp nha. Thì đương nhiên là mình làm cái tinh chỉnh là nhiều lần ha. Rồi, ở đây thì mình tiếp tục, mình sẽ sử dụng lệnh 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 load hoặc lệnh bore ha. Mình sẽ sử dụng lệnh bore đi. Biên dạng đầu, nhầm. Clear, kích chuột phải chọn Selection Manager. Biên dạng đầu nè. Ok. Selection Manager. Biên dạng thứ hai. Selection Manager, biên dạng thứ ba. Ok. Được chưa? Rồi, ở đây là mình sẽ cho nó là một cái đường biên, đường dẫn là cái đường bên hông này. Ok chưa? Di chuyển. Ok. Đâu? Đây này, mình chọn lại thứ tự lại nha cho nó dễ đi ha. Lệnh load cũng được, để mình thực hiện lệnh load cho nhanh. Clear Selection Manager một nè, hai, ba nè ha. Ok, cho nó bớt chia cái chia lưới mịn ra đó, lấy trực tiếp đối tượng này luôn. Ok chưa? Mình đồng ý cái để mình coi thử cái biên dạng nó như thế nào nha. Ấn đây xuống đó. Rồi thì ở đây thì mình cứ, đương nhiên là mình sẽ phụ thuộc rất là nhiều về mình coi thử là cái biên dạng ở đây nó đang mớp mớp nè, nó hơi mớp ngay chỗ này, mình không muốn, mình muốn edit lại ngay chỗ đây xíu ha. Đó, nên là mọi người
hạn chế nhiều điểm nhất có thể nha, tại vì mỗi điểm nó thay đổi thì nó sẽ bị nó biến đổi cái biên dạng mình rất là nhiều ha, lồi lõm một chút xíu thấy gì cho nên nhìn nó khác biệt lắm đó nha. Ok rồi đó, tương đối rồi nè. Ok ha, việc của mình là mirror qua cái đằng sau nữa là xong ha. Ok rồi, mirror chọn mặt phẳng này đúng chưa, thực hiện là mirror, nhớ là mirror body nha, tại vì một cái surface đây là nó là một cái biên dạng body. Ok, mình có thể là chọn là clean face nè ha. Rồi xong, vậy đây đây trở thành là một cái biên dạng một cái surface rồi này, một cái khối surface này nè ha, show ra. Giờ ở đây đang có hai khối thôi này ha. Rồi ở đây coi thử có bị mỏng quá hay tăng, muốn tăng độ dày lên thì tăng, đương nhiên là tăng gì, muốn tăng độ dày lên là cái mà ngay chỗ cái sketch mà khi mà mình dựng lên này đó, đây nè đúng không, cái độ dày cái độ to nó thì phụ thuộc vào thằng đây ha, mình muốn dựng cho nó bự lên nữa thì mình dựng vào đây, nâng cái thằng đây lên ha. Ok, ý thằng đây là nè, đâu rồi, đó đó đây, nâng mấy thằng đây lên chút xíu ha. Đó, ví dụ mình nâng lên chút xíu đi, mình đây mình nâng 3.4 3.5 đó, thấy không, nó to lên liền đúng không. Ok rồi, tương đối rồi đó, được chưa? Ở đây mình có thể nâng cái thằng này lên 2 ly cũng được đó, được rồi ha. Đó, đó là cái phương pháp ha. Mình đương nhiên là mình nắm mục đích của mình trong cái buổi hôm nay là mình nắm đề về cái phương pháp. Ok, mình nắm chặt về cái phương pháp, còn mình sẽ tùy cơ ứng biến vào những cái đối tượng còn lại ha. Ở đây mình xong rồi nè, mình mirror qua bên này nữa là xong rồi. Có phải là mirror body, mirror khối này qua. Xong. Được chưa?